Rồi lên cho anh em cặp lốc YZ nha, lốc zin hãng Yamaha Malaysia nha, lốc YZ. Cặp này mình bán 4 triệu nha anh em, lốc mới 100%, đúng lốc zin hãng nha. Lốc bên nồi mình bán 4 triệu cặp nha, đó, mua về coi chơi thôi, giờ không xài bán ha, giá 4 triệu cho cặp lốc này. Đó, cho anh em về thay vô máy lốc bị bể ha, bị này kia, hoặc là anh em làm công chuyện gì đó tùy anh em ha. Lốc da dép zin hãng mới 100%, một cặp thôi, giá mình bán 4 triệu nha cho cặp lốc giữa da dép, lốc mới nguyên 100%, lốc giữa da dép nha. Anh em cần alo mình nha, 0933 996 332, lốc YZ mới 100%, 4 triệu cặp này.